Rồi, chào mọi người nhé, em còn con tay ga bóp hệ này của Echo này, hàng xin 2325 nha, được 4 số thì con này tông màu khá đẹp, chụp chụp cũng rất là đẹp nha. Này thì hơi ok nha, đủ đồ. Con này em bao hơi nha, đó, đủ đồ, đầu bò chén bát đồ còn đầy đủ luôn. Con này thì em xả cho mọi người nha, con này em xả về tự dọn nha, bao hơi đủ đồ. 1.050.000 nha, 1.050.000 trong chắc tinh tay lái, tay ga hệ bóp xịn sò của Echo Jin, máy bãi nha mọi người, hàng bãi về về tự vệ sinh tự dọn nha, bao hơi máy đủ đồ. Rồi, nên là làm thì chốt thôi. Này có một con rồi, nên là em xả nhé, máy 23 này em có một con thôi, là em xả rẻ luôn, 1.050.000 không bao ship nhé.